tại giải Ngoại hạng Anh, Liverpool xem mỗi trận đấu ở cuối mùa là đến trận chung kết. Với quyết tâm này, The Cup đã có được 5 trận thắng liên tiếp ở mọi đấu trường trước khi bước vào trận lượt đi vòng tứ kết Champions League. Để bước vào vòng tứ kết, Liverpool đã giành chiến thắng với tổng tỷ số là 3-1 trước Bayern Munich tại vòng 1/8 Champions League. Về phía đội khách, Porto vẫn đang có cuộc đua tranh khốc liệt với Benfica tại giải quốc nội. Sau thất bại trước chính đối thủ cạnh tranh trực tiếp đi, Porto đã giành được 4 thắng liên tiếp để tiếp tục cuộc đua cho ngôi vô địch. Đội bóng của Bồ Đào Nha đã giành vé vào vòng tứ kết của Champions League sau khi đánh bại Roma với tổng tỷ số 4-3 sau 2 lượt trận. Porto chính là bại tướng của Liverpool tại vòng 1/8 Champions League mùa trước. Khi đó, Porto nhận thất bại với tổng tỷ số là 5-0 sau 2 lượt trận. Liverpool chưa từng để thua trước Porto với 3 trận thắng và 3 trận hòa trước đội bóng chủ sân Raial. Với lợi thế sân nhà cộng với thành tích đối đầu ấn tượng, Liverpool sẽ là đội bóng nằm ở kèo trên với tỷ lệ chấp 1,5. Một chiến thắng sẽ được đảm bảo cho Liverpool và chúng tôi sẽ chọn đội bóng nằm ở kèo trên. Đây là tỷ lệ và nhận định được chúng tôi căn cứ vào thời điểm lúc 12 giờ ngày 8 tháng 4. Tỷ lệ và nhận định có thể thay đổi tùy vào tình hình lực lượng và tâm thi đấu của hai đội. Để có được nhận định chính xác nhất trước giờ bóng lăn, hãy liên tục theo dõi chúng tôi tại kênh YouTube với 9B, Nhà cái quốc dân và website vietnam9.net.